May quá, mẹ đang mãi rửa bát. À, tiền đấy rồi. Phải chuồn trước khi mẹ biết mới được. Hả? Một cặp tiền nữa đâu rồi? Nhện đen, còn cứ thử mày đẩy xem. Này, đại ca, tiền đây. Hàng của mày đây, cẩn thận đấy. Thank you, đại ca nhé. Không biết mẹ đã phát hiện ra chưa nhỉ? Ồ, không có ai ở nhà. May mà mẹ không có ở đây, đóng cửa lại đã. Hả? Nhện đen, con giỏi lắm. Lại đây. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, mẹ tha cho con lần này đi. Mày xin mẹ bao nhiêu lần rồi hả? Quy xuống. Mẹ đánh cho mày nhớ mày làm sai ở đâu. Sao mà chưa đi? May mà mình thông minh, chẳng đào tiếng nào. Cái này là... giỏi lắm, lại còn dám lừa cả mẹ à. Hả? Toan rồi, còn phải trả cái. Hư đến thế là cùng. Mẹ ơi, đau lắm, con biết sai rồi. Lần sau đừng trách mẹ, nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Mẹ nguy hiểm lắm, mình phải khóa cửa cho an toàn. À, đồ của mình đây rồi. Bắt đầu vào chế tạo thôi. Chỗ này hoang vu lạnh lẽo quá. Đại ca, đừng sốt ruột. À, đây rồi, chào. Xin chào, hàng đâu? Đưa ông xem đi. Được đấy, làm tốt lắm. Ta vào rồi. Ma ma ma. Búp bê, làm vợ anh nhé. Em thích lắm. Tốt quá, em đồng ý rồi. Em xem, hai đứa nhỏ này đáng yêu quá. Thích thế cơ chứ, cố gắng lên nào. Hả, có tiếng bước chân. Ra đây mẹ bảo. Chết rồi, làm sao bây giờ? Thằng bé làm gì bên trong mà lại khóa cửa nhỉ? À đúng rồi, phải giấu đống này đi đâu bây giờ? Không để mẹ phát hiện được, làm sao đây? À, đây rồi. Nhện đen. Ờ, mẹ, có chuyện gì vậy? Đau con mẹ ơi. Suốt ngày chỉ biết bày bừa ra thôi, dọn ngay vào cho mẹ. Suốt ngày quát con thôi. Sao tự nhiên cái chăn lại để ở kia chứ? Hả, cái gì thế này? Nhện đen. Con không biết gì hết. Sao con lại dám chơi trò nguy hiểm như vậy hả? Con thật sự không biết mà mẹ. Chắc là ai đó để quên ở đây rồi. Vậy thì để mẹ vứt đi. Không, mẹ không được vứt. Đưa cho mẹ. Không được. Ui da. À, xót quá, mắt của mình. Ôi không, con trai. Bỏ tay con ra. Con trai, đừng làm mẹ sợ, tránh ra. Cháy rồi, để mẹ dìu con ra khỏi đây đã. Ôi không, nguy hiểm. Bác sĩ, mắt của con tôi như thế nào rồi? Mắt của tôi đau quá. Con trai, mẹ xin lỗi. Chị bình tĩnh lại nào. Con đau lắm à, tránh ra. Chị không sao chứ? Chị cứ bình tĩnh đã. Nhện đen à. Bác sĩ, đây là đồ chuyên dụng dành cho người khiếm thị. Chị về hãy chăm sóc cháu và để ý cháu nhiều hơn trong giai đoạn này nhé. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Con cầm lấy cái này đi con trai. Để mẹ đỡ. Tôi không cần. Chị đừng buồn nhé. Cảm ơn bác sĩ, tôi đi ạ. Thật đáng tiếc. Tôi đã bảo là bà tránh xa tôi ra. Kìa con, để mẹ đỡ con đi. Ờ, kia là... Cẩn thận, để mẹ vứt hòn gạch này đi đã. Tôi không cần, tôi tự lo được. Mẹ phải làm gì bây giờ? Kìa, nguy hiểm lắm. Tránh tao. Tôi không cần bà giúp đỡ, tôi tự lo được. Cẩn thận nhé. Con ngồi đi. Thằng bé chắc là đói rồi. À, đây rồi. À, con bị làm sao vậy? Nhện đen. Không nhìn thấy được gì thì ăn cũng mất ngon. Con bắt mà không nhìn nữa, con bình tĩnh đi. Bà đừng động vào tôi. Con định đi đâu? Không phải việc của bà. Nhện đen dường như đã thành người khác mất rồi. Cái gì vậy nhỉ? Này, đưa bọn tớ quả bóng. Ở đâu? Ở đâu? Quên mất, mắt nó không nhìn thấy gì đâu. Ai bảo tớ không nhìn thấy gì? Xem đây. Nhìn nó kìa, mù mà con bày đặt. Đi đi, đi ngay đi. Đừng có bắt nạt con trai tôi. Của con đây. Chắc chỉ còn mỗi cách đó thôi. Bác sĩ, tôi có chuyện muốn nhờ bác sĩ.
đơn xin tự nguyện hiến giác mạc. Chị là người giám hộ duy nhất nên việc này rất khó. Làm ơn hãy giúp tôi, con trai tôi còn trẻ, không thể để cả cuộc đời còn lại của nó sống trong bóng tối được. Chị đứng lên đi đã. Tôi sẽ quỳ đến khi bác sĩ đồng ý mới thôi. Thôi được rồi, tôi đồng ý, chị mau đứng lên đi. Cảm ơn bác sĩ. Con đây rồi. Con trai à, bỏ tay ra. À, mẹ đã tìm được người hiến giác mạc cho con rồi. Cái gì cơ? Chuyện này là thật á? Mẹ, cứ thật là con sẽ được phẫu thuật. Con sẽ lại nhìn được đúng không mẹ? Đúng vậy, 2 ngày nữa sẽ phẫu thuật. Yeah, tuyệt vời quá, sống rồi. Nhện đen vô cùng hào hứng và vui sướng mà không hề hay biết rằng người hiến giác mạc không ai khác chính là mẹ của mình. Chị không hối hận chứ? Tôi sẽ không bao giờ hối hận. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Cháu hãy thử mở mắt ra xem. Tay, đây là tay của mình. Mình đã nhìn thấy rồi. Bác sĩ, cháu cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Ờ khoan, con trai, con đã nhìn lại được rồi sao? Bác sĩ, chuyện này mẹ cháu đã làm đơn xin hiến giác mạc cho cháu. Bà ấy là một người mẹ vĩ đại đó. Từng lời nói của bác sĩ như sét đánh bên tai. Những hình ảnh trong đầu nhện đen lần lượt xuất hiện. Tất cả lỗi lầm đều bắt đầu từ chính nhện đen mà ra. Nhưng anh đã ích kỷ, đối xử với mẹ như đối xử với một kẻ thù. Để cuối cùng giờ đây hối hận cũng đã muộn. Chính mẹ là người hy sinh để đem lại ánh sáng cho anh. Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi. Nhà này trông có vẻ được. Mẹ xin lỗi con gái, mẹ không còn cách nào khác. Tha lỗi cho mẹ nhé, hy vọng con sẽ gặp được người tốt. Ơ, tiếng gì vậy nhỉ? Trời ơi, là một đứa bé. Sao đứa bé này lại ở đây? Tội nghiệp quá. Chắc con đói rồi phải không? Mở cửa, mở cửa. Có chuyện gì? Anh ơi, anh có bán sữa không? Không, hết hàng rồi. Chỗ tôi cũng không có sữa đâu. Vâng, tôi cảm ơn. Con ngoan, chú sẽ kiếm sữa cho con. Phải đi đâu kiếm sữa bây giờ? Đợi chú một chút nữa con nhé. May quá gặp được cô, con bé khát sữa quá rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Thời gian thấm thoát thôi đưa, cảnh sát người nhện đã nhận nuôi cô bé và 10 năm trôi qua, cô bé ngày nào đã lớn khôn. Chào sếp, chào anh, đồng chí làm tốt lắm. Chúng tôi xin trao tặng huân chương và một phần quà biểu dương những cống hiến của đồng chí trong thời gian qua. Úi, thầy giáo xuống. Amanda, giật cả mình. Ơ kìa thầy, lại ngủ gật. Dạ em xin lỗi. Học hành thì kém, ý thức thì không tốt. Ngày mai mời phụ huynh lên làm việc với tôi. Chết rồi, phải làm sao bây giờ? Nhất định không để bố phát hiện ra mới được. Con gái. Bố, bố về rồi ạ. Con chào bố. Hôm nay bố được nhận thưởng, con gái thích gì nào? Wow, bố được thưởng nhiều vậy. Hôm nay con gái thích ăn gì nào? Hải sản nhé. Không. À bố ơi, hôm nay con được điểm A cộng. Tuyệt, đi thôi con. Bố, con muốn mua ô tô, bố mua cho con nhé. Đi mà bố, bố phải thưởng cho con chứ. Con được A cộng cơ mà. Được rồi, con phải cố gắng nhé. Dạ, vâng ạ. Wow, sang xinh mịn thế. Hôm nay mình phải kêu tới bến luôn. Vô, vô, uống đi. 100% nhé. Đại ca, nhìn bên kia kìa, có em gái trông khá phết. Chào em. Xí. Ơ kìa, em gái này kêu thế nhỉ? Phải dùng tuyệt chiêu mới được. Anh lại chào em. Wow. Hello cô em. Đúng vô của mình đây rồi. Đây là info của anh. Lúc nào cần alo, anh sẽ tới trong vòng 1 nốt nhạc. Nhảy đi, nhảy đi, hôm nay vui quá. Muộn thế này rồi mà con bé vẫn chưa về. Uống nữa đi. Vô vô. Người nhện Amanda, con làm sao thế này? Cô bé không sao, nhưng chiếc xe chúng tôi phải tịch thu. Chính tôi là người có lỗi đầu tiên. Biên bản đây, mời anh ký và nộp phạt. Rất xin lỗi đồng chí, tôi hứa sẽ bảo ban cháu. Hay, đúng thật là. Ơ, nhưng kia là, sao bài kiểm tra này hình như có gì đó sai sai? Không lẽ nào lại còn dám bày trò lừa dối cả mình? Bố phải phạt con thật nặng mới được. Ui da, bố đầu rồi nhỉ? À, bánh, bố chu đáo quá. Alo, con sẽ bị cấm túc 1 tuần ở nhà. Cái gì? Bố, mở cửa cho con. Bố, tức thật đấy. À đúng rồi,
anh chàng hôm nọ mình quen trên quán bar, giám đốc Trần Gia. Lúc nào cần alo, anh sẽ tới trong vòng một nốt nhạc. Anh ấy tới thật rồi kìa. Hello, anh tới rồi đây. Đi thôi em. Vâng ạ. Amanda, bố về rồi đây. Con bé lại đi đâu mất rồi? Thôi chết, cái gì đây? Tập đoàn Trần Gia, đây là tập đoàn lừa đảo mà. Lớn chuyện rồi, phải đi tìm con bé. Wow, nhà anh to và đẹp thế, ngưỡng mộ thật đấy. Có gì đâu, em uống nước đi. Em cảm ơn. Anh định làm gì tôi? Ngoan nào cô em. Tránh ra, trời biến thái. Có ai không? Cứu tôi với. Dừng tay lại, thả con bé ra. Hôm nay mày tới số rồi. Lần này chắc chắn mày sẽ tù mọt rong. Đi, nhanh. Con gái, không sao rồi, bố đây rồi. Con xin lỗi bố. Không sao, bố cũng có một chuyện muốn nói với con. Thật ra con không phải con ruột của bố. Từ khi con mới lọt lòng, mẹ ruột con vì bất đắc dĩ đã bỏ rơi con. Bố chỉ vô tình phát hiện ra con đang thoi thóp bên hiên nhà bố. Bằng tất cả cố gắng, bố đã đi xin từng giọt sữa một để giành giật sự sống cho con. Bây giờ con cũng đã lớn khôn rồi, bố nghĩ là con nên biết sự thật này. Thật không bố? Hiện tại bố đã tìm được địa chỉ của mẹ con rồi. Con có muốn gặp mẹ không? Dạ có ạ. Được, mình đi thôi. Con ngoan, uống sữa đi nào. Ngoan, đừng khóc mẹ thương nha. Chị ơi, thằng bé đói nên khóc đấy. Chị lấy sữa kia cho nó ăn đi. Vâng ạ. Có sữa đây rồi, con mau uống đi. Thằng bé đói quá rồi đấy. Dạ. Tạm biệt nhé. Chị giữ gìn sức khỏe. Mẹ con mình cùng về nhà nào. Họ bán. Mua đi, mua đi. Táo ngon, táo ngọt, nước ngọt gì cũng có. Hai mẹ con ơi, vào mua hàng đi. Bánh trông ngon quá mẹ ạ. À, vậy con ăn đi. Con ăn thêm táo này. Đồ nhà bác ăn ngon nhất phố. Cho ăn nhiều vào nhé. Tôi gửi tiền bác, mở hàng may mắn ghê. Tôi cảm ơn. Mẹ cũng mua cho con trai mẹ nhé. Ôi con đừng khóc. Ngoan nào, ngoan nào. Mình không có tiền. Tạm biệt, mua bánh đi. Mẹ xin lỗi, tại mẹ nghèo mà con phải chịu đói. Tòa nhà này cao quá. Mẹ sẽ gửi con ở lại đây. Hy vọng sau này con có một cuộc sống sung sướng. Ai gọi cửa thế? Chẳng thấy ai cả. Gì, cái gì đây? Một đứa trẻ. Thôi được đấy, vào nhà đi. Người nhện, mẹ xin lỗi. Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con. 10 năm sau, người nhện giờ đã trở thành một cậu thiếu niên cao lớn. Này, mang cho ta cốc nước. Dạ vâng, cô lấy ngay. Nước của bố đây. Ôi không. Mày làm cái gì vậy hả? Cái đồ ăn hại. Con xin lỗi, con không có ý. Mày lại đây. Cái đồ vô tích sự. Mẹ thiệt xin lỗi này. Anh đánh mạnh vào cho nó biết thân biết phận. Ôi da. Sám hối đi. Tội quá. May mà vẫn còn một ngọn nến. Đáng sợ quá, mình không muốn ở đây. Chết rồi, cháy. Khói ở đâu vậy? Khói quá, mình ra xem sao. Cháy nhà rồi, phải dập lửa ngay. Sao lại cháy to thế này chứ? Anh ơi, cháy từ phòng thằng nhện. Mau. Mày lại đây. Cút ra khỏi nhà tao. Đi, nuôi mày để mày đốt nhà bọn tao hả? Cút đi. Đói quá, mình không chịu nổi nữa. Mình đang ở đâu đây? Cậu là... Cậu mới dậy nào. Ăn bánh đi. Ngon quá. Cảm ơn cậu. Chúng mình đi thôi. Wow, nhìn kìa. Cậu thấy gì không? Ôi, nhiều táo quá. Vậy để tôi lấy cho. Thành công rồi. Cho cậu này. Táo ngon lắm. Cảm ơn cậu. Để tôi hái tiếp. À, cái gì vậy? Ôi không. Đứa nào? Hai đứa mất dạy kia. Chạy nhanh lên. Người nhện. Ôi, may quá. Tí thì bị bắt rồi. Mình ngồi nghỉ tí đi. Cậu ăn táo đi này. Đứng lại. Hả? Gì vậy? Hả? Đâu rồi? Cậu bé này là đồng phạm. Theo tôi về đồn giải trình. Sao cô lại bắt cậu ấy? Không nói nhiều. Đi mau. Chucky. Đây chắc là mẹ của Chucky.
mình phải báo cho mẹ cậu ấy. Ở đâu nhỉ? Chắc là nhà này rồi. Cô ơi, đây có phải là con gái cô không? Đúng là nó rồi. Có chuyện gì sao? Jackie bị công an bắt đi rồi ạ. Người nhận liền kể lại toàn bộ sự việc và nguyên nhân cho mẹ Jackie. Cô phải đi cứu nó. Jackie ơi, để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé người nhện. Cậu là người làm tớ cười đau cả bụng. Ơ, cậu đâu rồi? Tớ nhớ cậu lắm Jackie ơi. Đói bụng quá. Nó ngồi đây một mình sao? Đúng rồi, phải bắt nó về mới được cho cháu này. À, cháu xin cô. Về nhà với cô nhé, có nhiều đồ ăn lắm, chúng ta đi thôi. Người tới số rồi. Cô làm gì thế? Từ giờ mày sẽ phải làm nô lệ cho tao. Cô thả cháu ra, cháu xin cô. Có ai không? Cứu tôi. Sợ quá. Người nhện lại bị rơi vào tay khỉ đột xấu xa, bị xích và bắt làm việc nặng nhọc. Mày bê hết mấy chậu cây ra kia cho ta. Dạ vâng ạ. Để xuống đấy. Làm nhanh cái tay lên. Dạ. Mình thật thông minh khi bắt nó về. Chúng tôi đã điều tra, cô bé vô tội. Cảm ơn cô cảnh sát. Chào chị. May mà có một cậu bạn đến báo tin cho mẹ, mẹ mới tìm con được. Là người nhện. Mẹ ơi, mau đi tìm cậu ấy thôi. Người nhện, cậu ở đâu? Người nhện ơi. Hả? Chuyện gì thế kia? Ôi không. Mày có làm nhanh cái tay lên không thì báo. Hả? Mẹ ơi, mau lại đây. Mẹ nhìn kìa. Để mẹ báo cảnh sát. Alo, cảnh sát ạ? Vâng vâng. Gì vậy? Cô ta bắt giam người nhện đó chú cảnh sát ơi. Cô đã bị bắt, đi. Để mình mở khóa giúp cậu nha. Tớ nhớ cậu lắm, tớ cũng vậy. Chúng ta cùng về nhà nhé. Kissy, anh đến rồi đây. Hết ghi, anh đến rồi. Đặng em này, xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu nhé. Anh này, em tha thứ cho anh hết đó. Mình đi chơi thôi Kissy. Mình cùng chụp ảnh nhé Hết ghi. Được được, nào. Hết ghi và Kissy đã chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm trong ngày hẹn hò đó. Nhiều ảnh đẹp quá. Anh thích bức nào? Bức này, vậy em sẽ đặt nó làm ảnh màn hình điện thoại nhé. Hả, mình muốn cầm tay Kissy quá. Ơ, anh hết ghi. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn cầm tay em một chút. Anh ấy thật đáng yêu. Anh thật là, anh ngồi đây để em một chút nhé. Chiu chiu. Nhanh hơn nữa nào. Hết ghi. Em xin lỗi, anh rất tốt, nhưng em rất tiếc. Thả ra, thả tôi ra. Poppy, hãy thả em của tôi ra. Tránh ra. Thả sao, hãy nhìn em của ngươi đi. À, đau quá chị ơi. Cứu em. Đừng, tôi có thể làm mọi thứ. Hãy tha cho em tôi. Được thôi, hãy đưa Hết ghi đến đây trao đổi. Không, tôi không thể phản bội Hết ghi được. Vậy thì hãy xem ta đây. Đừng, đừng mà. Chị ơi, em đau quá. Cứu em, dừng lại. Tôi sẽ đưa Hết ghi đến. Như vậy thì ngay từ đầu có phải đỡ mất thời gian không? Tạm tha cho ngươi lần này. Hết ghi, em xin lỗi. Kissy, em quay lại rồi. Em lấy nước cho anh này. Cảm ơn em. Ôi, tự nhiên sao chóng mặt thế này. Anh Hết ghi, em thật sự không còn cách nào khác. Em đây là đâu? Sao chân tay mình lại bị xích thế này? Ở đây tối quá, ra ngoài đã. Thả ta ra. Đây là đâu? Sao lại bắt ta? Cuối cùng thì ngươi cũng nằm trong tay ta. Poppy, ngươi đã làm gì ta? Vào đi. Anh Hết ghi. Kissy, sao lại là em? Em xin lỗi, em chỉ có thể làm thế này mới cứu được em trai em. Không, không, sao em lại có thể lợi dụng tình cảm của anh như thế được? Em xin lỗi. Đến đây nào, Hết ghi. Cho người biết sự lợi hại của ta. Chị Kissy, cứu em với. Em trai, mau đi khỏi đây đi. Đây là đâu? Ta chờ giây phút này lâu lắm rồi. Không, không, thả ta ra, thả ta ra. À, thí nghiệm nhất định sẽ thành công. Người sẽ là nô lệ của ta. Sao nó lại không động đậy gì vậy? Theo sát chị nhé. Tiếng con Hết ghi. Ôi không, đáng sợ quá. Chị em mình chạy mau lên. Nhưng mà chị sao không chạy mau đi?
Anh Huggy, anh yêu em nhất. Mãi bên nhau Kissy nhé. Mình phải làm sao bây giờ? Dậy, dậy mau. Tỉnh rồi sao Huggy? Chỉ cần tiêm thuốc này vào người thì ngươi sẽ trở thành người của ta. Không. Poppy, không được làm hại Huggy nữa. Các ngươi, nó ngất rồi, chúng ta mà đi thôi. À, đứng lại. Quân đâu? Bắt chúng cho ta. Khoan đã, Kissy, em trai đâu rồi? Chúng nó ở kia. Ôi, chạy mau. Đuổi theo. Chạy nhanh lên, chúng nó ngay đằng sau kìa. Đứng lại đó, không được chạy. Không thấy chúng nó đâu hết, mau tìm đi, nếu không chủ nhân sẽ xử chúng ta đó. Anh Huggy, bọn chúng đi rồi. Hả? Anh làm sao vậy? Anh bị trúng đạn rồi sao? Anh không sao, em đừng lo. Chị ơi, em trai, em đây rồi. Em có bị thương ở đâu không? Em không có sao. Chị, anh Huggy kìa. Không, anh Huggy, anh mau tỉnh lại đi. Em sai rồi, tất cả đều là lỗi của em. Em hối hận lắm.